một cân. Chú ăn tốt, thoải mái tự tin lên. Sắp bóng ngoài, điểm cho Đông Hà một đều. Đang có sự sắp xếp trên sân. Lỗi rồi, lỗi xoay cầu, lỗi xoay cầu, điểm cho Đông Hà 2-1. Lỗi xoay cầu. Lỗi xoay cầu, lỗi xoay cầu của Trà Tân, điểm cho Đông Hà 2-1. Bỏ bóng tốt, điểm cho Trà Tân 2-2. Như vậy là hai đội đang tranh giành từng điểm một, đang tranh giành từng điểm một. Đá bóng tốt, như vậy là đặt bóng không qua lưới, điểm cho Trà Tân 3-2. Như chúng ta thấy nhiệt độ của trận đấu đã dần được các vận động viên chúng ta tăng lên. Được không? Đập bóng tốt, đập bóng tốt, điểm cho Đông Hà 3-2. Hai đội đang tranh giành từng điểm một. Và như chúng ta thấy là sân vận động của xã Đông Hà đang cổ viên đang gần đến đến ngày càng đông. Lỗi rồi, lỗi của Đông Hà, lỗi dính bóng. Lỗi dính bóng, điểm cho Trà Tân 4-3. Hai đội đang tranh giành nhau từng điểm một. Bước một tốt, kết thúc được không? Đập bóng tốt, điểm cho Đông Hà 4-4. Dàn cầu thủ của Đông Hà là những tuyển trẻ đang lên, do đó phong độ của các anh là rất cao. Chúng ta hy vọng rằng họ sẽ làm nên kỳ tích ngày hôm nay. Phát bóng tốt, phát bóng tốt. Lỗi rồi, lỗi đạp mức khi phát bóng. Điểm cho Trà Tân 5-4. Một pha bóng phát đẹp quá, quá đẹp. Phát bóng không có lưới, điểm cho Đông Hà 5-5. Hai đội đang thi đấu phải nói là rất ngang sức, ngang tài. Thanh Chí sẽ là người phát bóng. Phát bóng tốt, phát bóng điểm, ăn điểm trực tiếp. Điểm cho Đông Hà 6-5. Và theo như tôi thấy thì đã có một nhà tài trợ đã thì thầm vào tai tôi rằng nếu mà Đông Hà thi đấu thắng ngày hôm nay thì cơ sở mua bán mủ Thủy Hương 1 triệu đồng tiền mặt ngày hôm nay. Thanh Chí tiếp tục phát bóng. Bước một tốt, được không? Bỏ bóng tốt. Alo. Như lại có một vị khách quý cũng đã thì thầm vào tai bên văn hóa thông tin của Trà Tân, nếu Đông Hà thắng cuộc 5 triệu đồng. Đập bóng tốt, điểm cho Đông Hà 7-6. Nhiệt độ trận đấu đang được các cầu thủ chúng ta đẩy lên rất cao. Và người phát bóng bây giờ là Tuấn Mạnh. Tuấn Mạnh không được rồi, phát bóng không còn lưới, 7-0. Rất ngang sức, ngang tài. Văn Viễn là người phát bóng. Phát bóng tốt, điểm cho Trà Tân 8-7.
cho Đông Hà 8-0. Hai đội đang rất nhanh sức nhanh tài. Đình Thống sẽ là người phát bóng tiếp theo. Phát bóng ăn điểm tiếp. Điểm cho Đông Hà 9-8. Cầu thủ trẻ đăng lên của Đông Hà. Được không? Văn Viễn bỏ bóng. Được không? Bắt bóng tiếp. Như vậy là theo trọng tài thì đã có lỗi dính lưới của cầu thủ phía Đông Hà. Điểm cho Trà Tân 9-0. Bước một tốt. Bước không. Còn không được rồi. Đánh bóng không qua lưới. Điểm cho Trà Tân 19. Nhịp độ của trận đấu. Về tham dự với giải đấu ngày hôm nay, chúng ta rất hoan nghênh tinh thần của cơ sở Ngọc Công. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Công cũng bất chút thời gian về đây tham dự giải của chúng ta. Đề nghị chúng ta tuyên dương bằng trường vào cái đây ạ. Đập bóng tốt. Điểm cho Đông Hà 19. Có những pha bóng hết sức là tế nhị, do đó là chúng ta hết sức nhạy cảm. Nếu có thắc mắc thì đề nghị đội trưởng của hai đội chúng ta gặp riêng ban trọng tài chúng tôi để làm việc. Đặt bóng tốt. Điểm cho Trà Tân 12-10. Số điểm đang dần chênh lệch giữa hai đội. Số 13 Quốc Bảo. Không được rồi. Một pha phát bóng hết sức hoa mỹ của Quốc Bảo. Điểm cho Đông Hà 11-12. Văn Hiếu sẽ là người phát bóng. Lối vị trí của Đông Hà. Điểm cho Trà Tân 13-11. Văn Lý là người phát bóng. Không được rồi. Phát bóng tốt. Điểm cho Trà Tân 14-11. Sự chênh lệch điểm số đã dần được mở ra. Được không? Bước một tốt. Như vậy là theo sự xác định của trọng tài, bóng trong sân. Điểm cho Trà Tân 15-11. Bước một tốt. Được không? Bóng vẫn còn trong cuộc. Văn Viễn đã có lối chạm lưới của Tiến Mạnh. Điểm cho Trà Tân 16-11. Số điểm đang dần được hai đội mở ra. Như vậy là Đông Hà xin hội ý lần một. Như chúng ta đang được thấy thì nhịp độ của trận đấu đã dần được hai đội chúng ta tăng lên.
về tham dự giải đấu ngày hôm nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Công tài trợ cho giải đấu chúng ta 2 triệu đồng. Đập bóng không có lưới, điểm cho Trà Tân 17-11. Bước một tốt. Điểm cho Đông Hà 12-18. Phát bóng, bước một tốt. Bóng vẫn còn trung cuộc. Điểm cho Đông Hà 13-12. À 13-18, xin lỗi quý vị. Pha bóng và phạt bóng rất đẹp mắt, được không? Đập bóng tốt, đường cho Trà Tân 19-13. Như chúng ta vừa thấy, hai đội tuyển đã cống hiến cho chúng ta thấy những pha bóng hết sức đẹp mắt đến từ cầu thủ của hai đội. Được không? Bóng vẫn còn tiếp tục. Đập bóng không qua lưới. Điểm cho Đông Hà 14-19. Và người phát bóng đó là Thanh Chí, một cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng chuyền Đông Hà. Bước một tốt, Văn Vương. Bóng vẫn còn. Vẫn bóng. Như vậy là điểm cho Đông Hà. Trọng tài chúng tôi đã xác định bóng chạm tay trắng. Điểm cho Đông Hà 15-19. Và đội tuyển Trà Tân xin hội ý lần một. Về tham dự giải đấu ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng và cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Công đã tài trợ cho 3 xã, mỗi xã là 1 triệu đồng. Và chúng ta cho một tràng vỗ tay đi ạ. Và ngoài ra thì về tham dự với giải đấu ngày hôm nay có đơn vị tài trợ cho quỹ học bổng của các em học sinh nghèo hiếu học, đó là công ty Zafa đã tài trợ cho quỹ học bổng này với trị giá là 10 triệu đồng. Và chúng ta nhiệt liệt tuyên dương. Vâng, như vậy là trọng tài đã cho các cầu thủ chúng ta trở lại sân. Và chúng ta lưu ý mỗi lần hội ý là chỉ được 60 giây thôi ạ. Cầu thủ phát bóng cho Đông Hà, Thanh Chí là người phát bóng. Bước một tốt. Bước bóng tốt. Đêm cho Đông Hà 16-19. Văn Thống là người kết thúc pha bóng vừa rồi. Một cầu thủ trẻ cũng đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng chuyền Đông Hà. Thanh Chí tiếp tục là người phát bóng. Phát bóng tốt. Bóng vẫn còn trên sân. Bóng vẫn còn trên sân. Lỗi rồi, rất đáng tiếc. Điểm cho Trà Tân 20-16. Bước một tốt, được không? Đập bóng tốt. Điểm cho Đông Hà 17-20. Trần Thế là người phát bóng. Bước một tốt, được không? Văn Viên đập bóng ngoài. Điểm cho Đông Hà 18-20. Trà
Trần Thế tục xuất bóng. Được không? Văn Viên đặt bóng không có chấm điểm cho nhà 19-20. Rất là sôi động, rất là hào hứng. Trà Tân xin hội ý lần hai. Như ban tổ chức chúng tôi đã thông báo thì một trận đấu chỉ vỏn vẹn 21 điểm thôi. Như vậy là Trà Tân đang dần đến đích và bám theo sát đó. Đông Hà cũng không hề thua kém. Liệu Đông Hà có lội được dòng ngày hôm nay không? Như vậy là đội trưởng Trần Thế tiếp tục phát bóng. Đất một được không? Bóng vẫn còn trên sân. 20 điểm. Rất là gây cấn. Đông Hà đâu rồi? Cổ động viên của Đông Hà đâu? Cổ vũ cho Đông Hà đâu? Trần Thế tiếp tục phát bóng. Được không? Được không Văn Viên? Còn một điểm nữa thôi. Trần Thế tiếp tục là người dẫn bóng. Được không? Chắn đâu? Còn bóng vẫn còn dưới sân. Văn Viên rất hào hứng. Quá đáng tiếc chẳng vào bóng vừa rồi. Rất là gây cấn. 20 mét đều. Chân giành từng điểm một. Tranh giành từng điểm một. 20 mét đều. Số điểm đều về thì chúng ta sẽ đánh 2 điểm đích. Văn Viên đếp một tốt. Được không? Văn Quyền là một cầu thủ trẻ đang nổi của câu lạc bộ bóng chuyền Đông Hà. Em đã sắp xếp thời gian, là một sinh viên của trường đại học Bách Khoa, đã sắp xếp thời gian về đây tham dự giải đấu lần này. Rất cảm ơn tinh thần của em. Pha bóng kết thúc khá đẹp mắt. Vân Thống, Đình Thống. Bước một tốt. Lâm Lý. Bóng tốt. Vân Long. Pha bóng tốt. Như vậy là đội tuyển Đông Hà đã lội ngược dòng. Khá là đẹp mắt với những màn trình diễn của hai đội tuyển. Vâng, hai đội tuyển chúng ta tại giải lao trong ít phút